Để tới đợi. Rồi, rồi ông ba. Nếu mà ký quyết kiếp này để tu, để ra khỏi sanh tử luân hồi ha, để làm thần vị, tiên vị, thánh vị, mình đến đây để mình trao đổi một phần nào đó, đang để nếu không rõ trên đường đi nước bước, đúng không? Dạ. Để cho đi đến cái mà nguyện vọng của mình, đi đến quả vị đó, dạ, là phẩm vị đó, trong cái củ phẩm liên hoa thôi. Đến đây chúng ta để nên trao đổi với nhau, chứ tôi ở đây tôi cũng là phàm. Dạ. Chứ tôi không phải là Bồ Tát thánh nhân gì, nhưng chúng ta để trao đổi, để rút tỉa cái kinh nghiệm, cái hay đang để con đường mình đi, để vượt ra khỏi sự khổ đau thôi. Dạ. À, mà nhưng quý vị nhớ lời nói của tôi, nếu tôi nói quý vị thực hành nữa, đọa tôi đọa thế cho. Dạ. Tôi dám hứa là tôi đọa thế, tôi ở lại cho quý vị về đi. Dạ. Lời nói tôi bảo đảm 100%. Còn đứng về góc độ của thần vị nó có hai địa vị. Thần linh nó khác nha. Dạ. Thần linh là tức ở đình đó, là còn ăn thịt uống rượu, còn cúng tế đó, là đó là cũng một vị thần nữa mà thần linh. Chứ không phải là các vị thần ở trong ba phẩm thần ở củ phẩm liên hoa đâu. Dạ, củ phẩm liên hoa. À, củ phẩm liên hoa nó có chín phẩm, mà nếu quý vị được vào ở trong cái được dự dự liên hoa củ phẩm, có vào kỳ thi mà được vào thần vị thôi, gọi là đính trung ương, tôi nói vậy cho mau hiểu. Dạ. Còn ông thần mà ở hiện giờ mà cái đình thần đó là lính của địa phương, chỉ độ ở trong cái xã cái làng đó thôi. Dạ. À, còn ông thần đó là ông là lính của trung ương, cũng như khu vực kia không ạ. À, thì tao nói mày ở bên cái chủ tịch xã đem nghe nói lính trung ương xuống xã mày là mày rung mình rồi. Tôi cho quyện cũng rung luôn, không có chức vụ chân đi xuống vậy thôi. Dạ. Ừ, không biết vụ gì tới à. Ừ, có trong sạch hay là không trong sạch gì đó, không biết tới đây có vụ gì nữa. À, dạ. Tiếp đãi nồng hậu cho đâu dám nữa đụng đĩa đâu. Ừ, nói vậy đó. Vì dạ, ở trong cái cổ phẩm liên qua gì ở chỗ đó là phân phẩm vị. Dạ. Ngô vị mà ba phẩm thần nó không đồng nhau. Ừ, cũng là thần vị hết mà, nhưng cái ông thần á ổng mà không có trình độ. Ừ, cũng chứng thần vậy, bị cái ông thần có trình độ sai khiến cấp bậc hơn mà. Thì bây giờ cũng giống nhau vậy, như dạ, mày không có trình độ mà dốt, mà không ông thần dốt cho hỏi mày làm gì ra, giao cho mày đang tay nhà nát cửa sao? Thì ông đi làm vụ đó giùm tôi, ông coi cái số lính nó làm gì đó vậy đó, là ông coi đó, ông kiểm kê mấy đó. À, chứ giao cho ông đưa viết mà cho ông không biết chữ ký tên này, không giao cho ông đang banh khác hả? À. À, ông ba, con có câu hỏi này cũng nghe ông ba nói, bên đây có ông thằng dốt đó. Ừ, thì theo ông ba nghĩ là có vị thằng này không? Hả? Ông thằng dốt. Thánh còn dốt mày? Không, ông mình đang nói là ông thằng dốt. Tại tao là... nói mày có thánh dốt nữa. À. Chứng thánh mà là dốt. Ừ. Mà ngọng luôn nữa chứ. Dạ. Chứ không phải dốt không nữa. Ừ. Ừ. Là... không phải tất cả 84.000 pháp con đường nào cũng lại đi về cái chỗ này là cái mục tiêu. Dạ. Nhưng kẻ đi vòng, người đi tắt, người lập công thế này, người tu thế kia, người tu thế nọ. Dạ. Nhưng đến ngày cái ngày Long Hoa Đại Hội, đến ngày đó ở trên người ta xét không sót một cọng tóc nằm xuôi. Như dạ, vậy người này có xứng đáng nó ở địa vị nào, người ta ban bố phẩm vị ở địa vị đó. Dạ. Bây giờ cái mà hỏi mày, mày cũng làm cái ông mà giám đốc ngân hàng. Dạ. Tao cũng giám đốc ngân hàng mà tao là dốt mà đưa cho mày, thì đất nước này giao cho giặc phải không mày? Ừ. Rồi phải kiếm cái thằng có khôn ngoan mới được. Dạ. Ừ. Thì ông giám đốc này, ông giám đốc cái mày đi coi rừng ở trong, ông giám đốc kiểm lâm ổng mày đi vô coi rừng giùm tôi cái làm phước cho ông làm giám đốc ngân hàng không được rồi, cũng giám đốc nữa đó. Ừ. Ừ. Thì đạo nó như vậy đó. Chứ không phải đồng nhau đâu. Đồng mà không đồng. Đồng là chức vụ, còn cái khôn ngoan có đồng không? Dạ. Bây giờ nói giả sử như tao với mày, bây giờ cái thiết của tao đó với cái mày có đồng không? Tao cũng con người, mày cũng con người. Cái biết của mày cũng giống như tao, cái biết của tao cũng giống như mày. Dạ. Nhưng cái sáng suốt của tao so với mày có đồng không? Khác nhau. Nó không đồng đó. Bởi vậy nói là cái biết là tâm, tao đồng ý. Ừ. Nhưng cái biết đó không phải là Phật. Dạ. Mà cũng là Phật. Vì nó không đồng. Dạ. Cái khôn ngoan không đồng thì cái biết nó không đồng. Ừ. Tao có cái biết, mày có cái biết, mà cái khôn ngoan của tao với cái khôn ngoan của mày không đồng. Dạ. Thành ra tao làm thánh nhân mày phải làm thần vị. Dạ. Thì cũng tao mày cũng tu lượt vậy. Ừ. Nhưng khi mà vô hàng phụng trọng tâm là tao an trụ được, tao định được, còn mày định không được, phiền não tới không thì đụng chúng nó làm thần giùm tao, cái đừng cãi vậy. Bởi vì người ta nói mỗi một người một con trí huệ khác nhau. Ừ. Khôn ngoan đâu đồng. Tại vì người con người ta sanh ra. Ừ. Là đâu phải ai cũng muốn được vậy là được đâu. Đúng không? Thì tao chứng minh bằng khoa học đạo học mà. Dạ, đúng không? Còn nếu nói đồng, tại sao Như Lai làm Phật, tao không làm Phật được? Tao có tánh Phật chứ đâu phải tao không có. Dạ. Như Lai đã nói đố Phật không thêm, đố phàm không bớt. Ừ. Ta sắp thành, chúng sanh sắp thành. Tại sao từ ngày ông nhập diệt tới giờ không ai thành Phật chứ nghe? Dạ.
có giỏi lắm làm thần tiên vậy vậy thôi à, không vì thánh nhân ờ à, ai làm Phật đâu chỉ tao đó không. Yeah. Đây là tao chứng minh bằng khoa học chứ tao không phải tao nói mão như người ta đâu. Yeah. Rồi mày thấy có ai cái mà thành thánh chưa, toàn là phàm phong không. Yeah. Có biết bao nhiêu tao là ngầu uy nga không, tao có đại đức hòa thượng có gì nó thiệt bự vậy đó, rồi cái mà tự nơi ở đó cái mà tự nơi cái mà người này tu lâu năm mà người ta thiết như vậy đó là nghe nó hợp với người đó tôn lên. Cũng như tao hiện giờ tao nói mày nói ông ba quá giỏi chứ tao giỏi ngay. Yeah. Hả, tao giỏi hơn dốt, tao biết chữ tao giỏi hơn dốt. Ừ. Chứ cần người cao hòa thượng hơn tao, tao bằng ai đâu, số tao đâu không bằng ai chứ. Yeah. Nhưng nhiều khi tao nói ra người ta không đủ sức tin, người ta cũng chê bai tao cứ mà thù ghét tao vậy. Yeah. Nhưng buộc rồi tới lúc này tao chỉ cần nói một phần nào vậy thôi. Yeah. Chứ chưa phải là đúng chỗ tao nói. Yeah. Rồi cái khôn ngoan tao tới đây, tao biết tới đây, tao nói tới đây, biểu nói nữa tao biết đường đâu tao nói. Ừ. Nó đâu có động đâu. Giống như nghề nào biết nghề đó vậy không ba? Không có nghề. Bởi vì cái trí toàn sáng đó, nó không có đồng nhau. Cái trí huệ khác nhau. À, trí huệ nó, cái trí gọi là cái trí toàn sáng nó không đồng nhau. Ai cũng có trí huệ hết. Yeah. Nhưng trí huệ của thánh nhân, trí huệ của phàm phu, trí huệ của thần vị, trí huệ của tiên vị, trí huệ của ông địa tiên khác, trí huệ ông nhân tiên khác, trí huệ ông đại tiên khác. Yeah. Thì thánh nhân cũng vậy. Nó đâu có đồng nhau. Niết bàn nó cũng vẫn là như vậy. Dạ. Bây giờ mấy ông nói nước bàn, mà nước bàn nó đâu phải là một cái nước bàn. Dạ. Nước bàn là nước bàn của phàm phu. Cái khôn ngoan của đó là cũng gọi là cái trí huệ. Dạ. Rồi cái nước bàn của ông thần vị, nước bàn của ông tiên vị, của thánh vị, nước bàn của Như Lai. Dạ. Mà đi đến tột đỉnh là không có nước bàn, là phá chỗ này bỏ. Còn ở chỗ này nữa là trở lại. Dạ. Vì chữ nước không sanh, chữ bàn không diệt, chỗ nào có đâu. Nếu có nước bàn là chỗ đó nước bàn hữu lậu, nước bàn bị sanh vậy sao gọi là nước bàn. Yeah. Phá chỗ này cái thành ra nghịch với mấy ông hay không nghịch đó. Yeah. Mấy ông nói nước bàn chút nữa về nước bàn, chúng sanh nó tu niệm mẫn nó về nước bàn, mà nước bàn ở đâu? Yeah. Cái nước bàn cứ đi ngầu ở đây tại vì chúng sanh quá đam mê nước bàn. Yeah. Mà Như Lai phải nói nước bàn hay những người thiết đạo người ta phải nói nước bàn, nói gạt mà không có tội, tại vì chúng sanh ham người ta mới nói. Yeah. Chứ mày không ham tao đâu nói. Ừ. Nhưng chút nữa lên chỗ đó tao bác bỏ. Cũng như mày bây giờ ham nước bàn, bây giờ tao nói nước bàn tới đó, bây giờ tao nói chỗ đó không có nước bàn. Dạ. Không. Như vậy thì A Nan mới hỏi nè, bạch Thế Tôn, chỗ này Thế Tôn mới thiết với con cái mà mấy ngày trước đây, sao bây giờ Thế Tôn lại bác chỗ này của con? Thì Như Lai mới nói này A Nan, từ khi ông theo ta làm thị giả cho ta năm nay là bao nhiêu năm, hầu đó bao nhiêu chục năm rồi, hồi đó ta thiết chỗ này là mấy chục năm trước chứ đâu phải ta thiết ngày hôm qua với bữa nay đâu. Ừ. Chẳng lẽ ông học từ đó tới giờ ông ở cả chỗ đó y với ông đi thôi, ta không có tiến bộ chút nào sao? Yeah. Mày thấy thất tỉnh không? Chỗ đó tao nói chỗ đó tại vì trình độ mày lúc đó cái khôn ngoan có tới đó, tao nói trên này biết đường đâu rờ. Đúng rồi. Hả? Thì tao lúc đó tao nói mày chỗ đó tao bác chỗ đó tao dắt mày lên chỗ này. Đạo nói như vậy mới được con. Yeah. Bước từ bước thấp đến bước cao không ba? Chứ không thể rồi mới nói từ chỗ này lên tổng thống nói chỗ này thằng kia không biết đường đâu đi. Nói chung là càng ngày càng phát triển thêm chứ mình không có dậm chân thì tại đạo nó là như vậy, chân lý nó là như vậy. Dạ. Còn mấy ông thiết rồi mới luồn tuông không biết đường đâu rồi, cái người hành không biết đường đâu hành. Như đi cái cầu thang cứ đi lên cao từ từ mới đến cái đỉnh được, nó càng cao 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 hơn. Đạo nó có giai cấp. Dạ. Nó cũng như ở thế gian mình, nếu mày bỏ thế gian đi tầm đạo là không có. Dạ. Đạo ở tại thế gian này, muốn tìm chân lý tìm ở thế gian này có đạo trong đó. Hữu hình về vô vi. Đại và đạo, đại và đạo đó hiểu không mà. Bỏ đời tầm đạo như lương rùa sừng sỏ khó kiếm cho ra. Ừ. Thỏ có sừng không, rùa có lông không mày? Ừ. Không thể nào có. Dạ. Bởi vậy mấy ông nói đạo tao nhiều khi tao bức xúc, mà như cái chuyện của mấy ông nói chút nữa có gì ai làm trật thì mấy ông chịu. Đâu liên can tao, tao nói không trật mày nói trật được, thằng này nó đi trật thì mày chịu à. Chứ không phải mày nói gì nữa mày không có trách nhiệm à. Vì thằng này nó không biết gì hết trơn á, mà mày nói chỗ đó đúng nó là nó làm sai nữa mày chịu à. Ừ. Luật là xử vậy rõ ràng á. Sự văn minh hả? Ừ. Chứ không phải sự như ở đây có tiền có vàng đút vô hết tao đâu, không có đâu. Dạ. Ừ. Ráng đi. Gọi là cái căn công lý đấy không bà? Cái căn công lý không có chối cãi được đâu con. Đúng rồi. Ừ. Thì làm sai thì chịu, làm đúng thì nhờ. Bây giờ để tao không biết đường gì hết trơn. Tao hỏi cái địa chỉ mày, làm ơn mày chỉ cái địa chỉ cho tao đi thành phố, bà nội mẹ mày vẽ cái địa chỉ tao đi quận 12 mày chỉ qua quận 1. Tao đi lọt bển rồi tao đi kiếm ai bển?
từ quận 6 mà đi qua qua quận nhất đi đi một vòng quá xa. Rồi cái địa chỉ vô phường rồi cái hẻm số mấy số nhà mấy mới được chứ, mày phải vẽ cái địa chỉ cho nó rõ. Dạ. Còn này mày thiết mày đi thành phố quận 12 con cho mày lên đó mày kiếm. Thì cái này đây thiết cái kiểu đó là quận 12 này lên 12 kiếm được không? Cứ tìm cái thiên đàng học máu dạng đâu không mà. Thì bây giờ chết ở chỗ đó đó. Dạ. Tất cả chúng sanh đều bị chết chỗ đó. Dạ. Rồi thôi nghỉ. Giải tán chỗ này. Rồi chúc ông ba mệt nhiều sức khỏe nghe ông ba. Tao riết chỗ này, tao riết chiều mệt. Không biết cô bác quý anh chị ở những video tiếp theo. Mà riết không, mấy ông nội nói hầu nữa chứ cái mà tối nữa lại nó ẹt tôi.